Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 nữ mạng. Nữ mạng Ất Hợi khi còn trẻ ít gặp may mắn trong sự nghiệp, sang tuổi trung niên mặc dù vẫn có những năm khó khăn, song công việc vững vàng và phát triển hơn. Về già thì được hưởng cuộc sống vui vẻ, an lành bên gia đình của mình. Sau đây để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về sự biến động trong từng thời vận của nữ mệnh tuổi này, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phân tích tử vi chuyên sâu sau đây. Gia chủ Ất Hợi sinh năm 1995 nữ mạng có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng sơn đầu hỏa, lửa trên núi, xương con heo, tướng tinh con hưu, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Ất Hợi qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, lửa ở đầu núi tỏa bay khắp trời, mùa hạ sinh đặng hợp thời là số sung sướng có trời giúp cho. Ất Hợi mạng hỏa nhưng hiền, lòng dạ chẳng chấp nói rồi bỏ qua. Số nàng xung khắc anh em, chẳng nhờ chẳng cậy ai làm lấy ăn. Nhỏ thời chìm nổi linh tinh, sau nhờ bền chí lập nên gia đình. Tuổi muộn, giàu có yên thân, sớm lập gia thất nhiều lần chẳng nên. Số tuổi 24 mới là, lập nên chồng vợ cuộc đời an vui. 40 sắp tới trở lên, làm ăn có của vững bền đặng lâu. Tổng quan, nữ Ất Hợi cuộc đời lúc trẻ tuy có chịu nhiều vất vả, nhưng thời gian sau rất thuận lợi và may mắn. Cuộc sống sau kết hôn có nhiều niềm vui, sự nghiệp phát triển, nhiều cơ hội rộng mở. Sang tuổi trung niên, sự nghiệp rộng mở, có vận tiền tài, về già cuộc sống hạnh phúc bên người thân. Tổng kết, nữ mạng Ất Hợi khi còn trẻ gặp ít nhiều may mắn trong sự nghiệp. Sang tuổi trung niên, mặc dù vẫn có những năm khó khăn, song công việc vững vàng và phát triển hơn, về già được hưởng sống vui vẻ, an lành bên gia đình. Những người này hưởng thọ trung bình từ 78 đến 88 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, sống tốt đẹp, ngay thẳng thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Tình duyên, sinh vào các tháng 1, 6, 8 và 10 âm lịch, nữ tuổi Ất Hợi đang trong tình yêu gặp phải trắc trở, tình cảm trải qua nhiều sóng gió và thử thách. Sau kết hôn ban đầu, cuộc sống có nhiều vất vả, nhưng nếu cố gắng làm việc thì sẽ có phúc về sau, nếu sinh con sẽ cải thiện được vận may. Sinh vào các tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch, Ất Hợi có nhiều mối tình đẹp nhưng thường kết thúc nhanh chóng, tình cảm không như ý. Mặt khác, Ất Hợi sinh vào những tháng này là người coi trọng công danh sự nghiệp hơn tình yêu. Do vậy mà phải khi họ có sự nghiệp vững vàng rồi mới tính đến chuyện lập gia đình. Sinh vào các tháng 1, 3, 5 và 12 âm lịch, nữ Ất Hợi có một mối tình đẹp và sâu sắc. Sau kết hôn, cuộc sống có nhiều may mắn, tươi vui và tốt đẹp. Gia đạo công danh, nữ Ất Hợi rất may mắn trong tình cảm, lúc nhỏ được cha mẹ yêu thương chăm sóc, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, lớn lên gia đình hạnh phúc, lập gia đình được chồng yêu thương, các mối quan hệ trong nhà cũng hết sức tốt đẹp và thuận hòa, về cuộc sống yên vui bên chồng và con cháu. Sự nghiệp có phần phát triển vững vào những năm 28 tuổi, những năm sau làm ăn phát đạt, con đường tài lộc rộng mở. Tuy nhiên tới tuổi trung niên cũng có một số năm thiệt hại nặng nề, sự nghiệp lúc lên lúc xuống không ổn định, về già có lộc tài chính. Để vận trình công danh sự nghiệp luôn được suôn sẻ hanh thông, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí chiêu tài trợ thân hàng đầu trong phong thủy, đó chính là vòng tam hợp quý thần. Với nữ mạng tuổi Hợi, thân chủ nên đeo vòng tam hợp Hợi Mão Mùi để phù trợ cho tuổi của mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được. Kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ, có khắc hình ba linh vật Hợi, Mão, Mùi, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón tiền tài, vượng khí cho thân chủ. Đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp cho các mối quan hệ xung quanh, giúp bản mệnh dễ dàng có được sự giúp đỡ của người khác trên con đường tiến thân. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long Hợi, Mão, Mùi cũng cần được phải hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn, nữ Ất Hợi nếu hợp tác trong kinh doanh cùng phát triển với những người tuổi sau sẽ vô cùng may mắn về tiền bạc, đó chính là Đinh Sửu, Canh Thìn và Quý Mùi. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với các tuổi Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tuất thì cuộc sống của Ất Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc đời, đặc biệt là sự nghiệp, sau kết hôn có một cuộc sống giàu sang, phú quý, rất vui vẻ. Kết hôn với một trong số các tuổi Kỷ Mão, Quý Dậu, Đinh Mão, sau kết hôn, Ất Hợi nhận được may mắn về tiền bạc cũng như là tình cảm. Cuộc sống khá khó khăn, nhiều gian khổ khiến họ lận đận trong vấn đề tài chính. Nếu muốn có một cuộc sống tốt đẹp, giàu sang thì hai vợ chồng nên chú ý tới vấn đề phát triển nghề nghiệp, chăm chỉ. Tuy nhiên, cuộc sống của hai bạn về đời sống tình cảm thì vui vẻ, hài hòa. Kết hôn với một trong số các tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ thì cuộc sống hôn nhân của Ất Hợi gặp phải nhiều khó khăn.
vướng mắc trong vấn đề tình cảm. Tuy rằng cuộc sống cũng khá giả về vật chất nhưng lại hay xảy ra những chuyện khiến họ buồn phiền, mệt mỏi. Hai vợ chồng cần phải tin tưởng lẫn nhau hơn, tình cảm mới ngày càng phát triển tốt đẹp. Những năm sau, Ất Hợi không nên tiến hành kết hôn ăn hỏi, đó là vào các năm 17, 23, 29, 35, 41 tuổi. Do xung khắc với bản mệnh nên nếu kết hôn vào những năm này có thể sẽ gặp phải nhiều điều không may mắn trong cuộc sống. Tuổi đại kỵ, nữ Ất Hợi, tuổi đại kỵ với các tuổi sau, Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần và Nhâm Thân. Nếu hợp tác làm ăn với những người này, có thể sẽ dẫn tới nhiều điều không thuận, làm ăn không được như ý, tiền mất tật mang, rơi vào cảnh khốn khó. Trong hôn nhân, lập gia đình cũng không nên chọn những người trên làm đối tượng, do xung khắc nên nếu thành lập gia thất sẽ dẫn đến nhiều điều không mong muốn. Năm khó khăn nhất, có những năm mà Ất Hợi gặp phải nhiều điều phiền phức, không may mắn trong cuộc sống, công việc làm ăn không thuận lợi, làm ảnh hưởng tới gia đình, đó là vào các năm 19, 25, 30, 39 tuổi. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể đem bát bảo tâm kinh để nương nhờ sức mạnh Phật Pháp, giúp vận thế luôn được yên ổn, bình an. Đây chính là pháp bảo hàng đầu của nhà Phật, thân chủ mang theo sẽ như có Phật che chở, độ mạng, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, nữ Ất Hợi khi quyết định làm những việc gì liên quan tới đầu tư, tiền bạc thì nên chọn ngày giờ xuất hành để tăng thêm may mắn, thuận lợi. Xuất hành vào thời điểm ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ sẽ đem lại vận may cho công việc làm ăn sắp tới. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, đây là khoảng thời gian có nhiều vướng mắc về tình cảm, không được thuận lợi và may mắn. Tuy nhiên trong cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, bước đầu tạo dựng khá thành công. Trong năm có nhiều cơ hội về tiền bạc rộng mở. Năm 25 tuổi là năm thích hợp để đầu tư phát triển sự nghiệp. Năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này là thời gian tốt đẹp cho chuyện tình cảm. Trong năm sẽ có tin vui về con cái. Năm 26 tuổi, công việc không ngừng phát triển, có lộc tài chính. Năm 27 tuổi, sự nghiệp có biến đổi, nhiều lần thất bại nhưng không có thiệt hại nào. Năm 28 tuổi, vận may quay trở lại, cuối năm có khoản thu bất ngờ. Năm 29 và 30 tuổi, tình cảm gia đình phát triển tốt đẹp. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, thời gian này phát triển nhiều nhất trên phương diện công danh và tài chính. Những năm đầu có nhiều vận may tới cửa, tuy nhiên cần đề phòng hơn tới các mối quan hệ xung quanh, tránh bị người lợi dụng. Trong cuộc sống gia đình có vướng phải khúc mắc với các thành viên, cần chú ý hơn tới cảm nhận của người thân, đối xử hài hòa với người trong nhà. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, 36 tuổi, công việc làm ăn có bước tiến tốt đẹp, cuộc sống dư giả thoải mái. Năm 37 và 38 tuổi, chú ý hơn trong công việc không nên đầu tư quá lớn. Năm 39-40 tuổi, hai năm này gia đình có nhiều bề bộn, cẩn thận sức khỏe. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, 41 tuổi, chú ý tới công việc làm ăn, cẩn thận xuất hiện lỗ hổng để người khác chen vào. 42 tuổi, tình cảm có phần tốt đẹp, cuộc sống có nhiều niềm vui, con cái thành đạt. 43-44 tuổi, công việc làm ăn nhiều thuận lợi, phát triển không ngừng, thu được tiền lớn. 45 tuổi, có vận may về tài chính, cuộc sống gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Đây là khoảng thời gian rất tốt để hàn gắn. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, thời gian này có nhiều chuyện không tốt xảy ra, cẩn thận khi đi ra ngoài. Trong năm chú ý mắc các bệnh nhỏ nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, chăm sóc bản thân hơn nữa. Công việc làm ăn trong khoảng thời gian này không có gì nổi bật nên không cần chú tâm. Năm 55 tuổi, có vận may về con cái, tài lộc. Từ 56 đến 60 tuổi, khoảng thời gian này sức khỏe không được tốt, cần điều dưỡng kỹ hơn về cơ thể.
Thưa quý vị, dựa trên số tử vi, mặc dù không thể khẳng định chính xác hoàn toàn 100%, nhưng cũng phần nào giúp cho tất cả quý bạn chủ động hơn về cuộc sống của chính mình. Và nếu như quý vị gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì hãy đăng ký ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát để có thêm thông tin hữu ích quý vị nhé. Chúc quý vị an khang, thịnh vượng và sự an nhiên.